về quán sữa hai ly mỗi ngày cùng Hani Kip. Sức rồi già tăng cân cao khỏe. Na của bà đâu rồi? À, bà ngoài. Ôi, cháu Na của bà. Cháu của bà dạo này cao khỏe, có da có thịt lắm rồi. Chứ không như dạo trước ý, cứ còi còi rồi lại biếng ăn, làm bà lo lắm. Dạ mẹ, đợt này cháu cũng tăng cân, tăng chiều cao rõ rệt, nhanh nhẹn hoạt bát lắm ạ. Thế nãy Na đọc bài thơ gì hay thế? Thế Na biểu diễn cho bà nhá. Dạ bà, bài thơ của con là Sư Aliki con yêu. Hai ly mỗi ngày cùng hai ly ký sức sức rồi xà tăng cân cao huệ sư la má lệnh xà la ủng pha thêm cả canxi và cay nữa cho bé sáng cao từ tiên tới lớp có hai ly ký để yên tâm hạt để tăng cân huệ thì xa một tháng. An hơ hay quá. Bài thơ này là mẹ và Na cùng sáng tác à? Dạ vâng, bài thơ được giải nhất của Na trên lớp đấy mẹ ạ. Thì dạo gần đây con mới đổi sang cho Na dùng thử loại sữa Honey Kit này. Cháu nó rất là thích. Dạ bà ơi, sữa này này. Honey Kit. Sữa này có phải là sữa tăng cân, tăng chiều cao không con? Dạ mẹ, con mới đổi sang loại Honey Kit này cho cháu uống thêm được hơn một tháng nay. Trộm vía là con thấy cháu cũng rất là hợp sữa, đã tăng được hơn 1kg rồi và chiều cao thì lên hơn hẳn 2cm mẹ ạ. Sữa này tốt quá nhỉ? Dạ. Mà nó có khác gì với những cái loại sữa mà tăng cân thông thường trước đây không? Chứ đợt trước mẹ con mình chả thử đủ cách là chẳng cải thiện được cái gì. Đúng mẹ nhở, đợt đấy mình thử bao nhiêu là cách mà Na nhà mình vẫn cứ thấp còi như vậy. Con thì cũng rất là lo lắng cho nên có đưa cháu đi khám dinh dưỡng. Và sau đấy về nhà thì con có tìm hiểu thêm các nguồn thông tin cũng như là được một chị bạn giới thiệu cho cái dòng sữa Honey Kit này. Đây là sữa dinh dưỡng y học của Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, cực kỳ là uy tín luôn đấy mẹ ạ. Thêm nữa là sữa mà được công bố là dinh dưỡng y học thì được kiểm nghiệm rất là kỹ càng. Và Honey Kit này thì được chứng minh lâm sàng là giúp tăng cân chỉ sau một tháng thôi đó ạ. Honey Kit cũng có một điểm cải tiến hơn nhờ công thức Pedia đáp ứng chuẩn cao năng lượng 100kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giúp trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng, tăng cân khỏe mạnh nên con rất là yên tâm khi mà sử dụng cho Na đó ạ. Mẹ còn thấy trong này có cả sữa non 24 giờ này, rồi K2 này, D3 này, canxi nữa phải không con? Dạ đúng rồi mẹ ạ. Sữa non 24 giờ trong Honey Kit này được nhập khẩu từ Mỹ, hỗ trợ cải thiện sức đề kháng. Cả canxi, K2, D3 hỗ trợ chiều cao. Sữa này còn bổ sung thêm HMO và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón. Mà sữa còn có cả loại pha sẵn này, tiện đi đâu mình cũng mang theo được đó mẹ ạ. Mẹ cảm ơn chưa? Đó mẹ ạ. Giờ Na còn nhắc uống sữa, ngày con cho Na uống 2 cữ sữa cho đủ chất. Loại này cũng dễ pha lắm ạ. Trước khi pha, mình rửa tay sạch sẽ, tiệt trùng công cụ như bình thường, rồi pha sữa theo đúng với tỷ lệ nước ấm theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì hộp. Pha uống xong can nấn để giúp mẹ làm việc tốt. Con còn phải cao lớn để con đưa bà đi chơi nhiều chứ nha. Honey Kit dinh dưỡng y học tăng cân sau một tháng.